Rồi. Bạn hát trúng tuyển vào trường đại học ngoại thương. Nghe có vẻ hoành tráng nhỉ? Không, bạn hát. Hát là bạn nào không biết. Bạn hát trúng tuyển vào trường đại học ngoại thương này. Vì lý do. Vì, nhưng vì do không đủ tiền nộp học phí. Nên hát quyết định vay ngân hàng. Trong 4 năm. Mỗi năm 4 triệu. Để nộp học phí. Với lãi suất ưu đãi. Là 3% một năm. Theo tính lại kép, biết rằng tiền vay mỗi năm hát nhận được từ ngày đầu tiên của năm học. Đó. Trong suốt 4 năm, hát không trả tiền cho ngân hàng. Rồi, ngay sau khi tốt nghiệp, đại học, tức là nói chung là bạn này ra trường đúng hạn đấy. Đúng không? Nói chung đúng, đúng hạn là 4 năm ra trường. Thì bạn hát thực hiện trả góp hàng tháng. Hàng tháng cho ngân hàng số tiền như hàng tháng số tiền không đổi và tiền trả vào ngày cuối tháng với lãi suất theo tính mới là 0,25% một tháng và lãi suất tính theo dư nợ thực tế bạn trả đúng 5 năm thì hết nợ Đấy, tính số tiền hàng tháng hát phải trả cho ngân hàng nói tóm lại là khá là nhiều dữ kiện nhưng dữ kiện thứ nhất là trong trường hợp này là cái bài toán này giống như là cái bài toán mà mà, mà chúng ta bạn ấy vay tiền vay vay tiền hàng tháng, hàng năm này nó giống như cái kiểu mà chúng ta gì à, gửi ngân hàng à, à, theo hàng tháng đấy thì định thế thôi thì cái năm đầu tiên ấy năm một gọi là t 1 là bạn hát để bạn nợ ngân hàng là 4 triệu nhân với một cộng với ba phần trăm một năm tức là mũ mấy 4 À năm đầu tiên là mũ 4, 4 năm mà. T2 thì bằng 4 nhân với 1 cộng với 3% mũ 3. Và đến cuối cùng là T4 thì bằng 1 4 cộng với 1 cộng với 3% mũ 1 và Tóm lại thế. 3 thì mũ 3 rồi. Thì 3 tương tự thế. Thế cộng với nhau thì ta được cuối năm ấy là bạn ấy lúc ra trường ấy bạn ấy có số lọ là bằng T và bằng 4 nhân với tổng à, x bằng 1 cho đến 4 của 1 cộng với 3 phần trăm. đó thì đây là số lợ mà bạn phải nợ trong cái gì? Đấy. ở trong cái cái năm cuối cùng, thì ngày cuối cùng bạn ra trường, bạn ấy đã ôm một số lọ như thế này, Đấy. có trong tay số lợ bằng gần này. đó, thì số lọ này được tính như nào đây? chúng ta bấm máy đây tính nhỉ? 4 nhân với bảo ngoặc ở à đây tổng sigma mở ngoặc ra 1 cộng với 3 phần trăm đóng ngoặc vào mũ x bằng từ 1 đến 4 1 4 bằng đó 17 triệu đúng chưa lợ này quá ít thì chứ nhỉ rồi to và A. ok nha sau đó này, đây là A. Đó. Sau đó thì mình cứ tưởng tượng rằng cái bài toán tiếp theo là bắt đầu từ ngày ra trường ấy là bạn vay một một cái A này. Đó. Và sau đó thì bạn thực hiện trả góp hàng tháng. Nha. Và Đây. Thì chúng ta thấy là xem mà bạn trả như nào đây. Bạn hát thực hiện trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền không đổi và trả vào ngày cuối tháng được chưa nhỉ đầu tháng ấy bạn ấy ra trường là bạn nợ cần này rồi cuối tháng bạn bắt đầu trả thì bây giờ làm tương tự thôi đây đầu tháng coi như a a tiền đó bạn lại tiếp tục vay nhưng mà hàng tháng là một cộng với 0,25 phần trăm năm năm sau bạn trả hết nợ tức là 5 năm thì là 60 rồi 60 đúng không? Bạn trả hết nợ, trả x triệu x triệu và bắt đầu bạn trả từ tháng cuối tháng tức là đầu tháng thứ hai x bằng từ 0 cho đến gì? 59 của 1 cộng với 0,25% mũ x. Rồi, từ đấy ta rút ra cái thằng x này. x này chính là bằng a nhân với 1 cộng với 0,25%. 60 chia cho một cộng với tổng sigma đấy một cộng với 0,25 phần trăm x, x bằng từ 0 cho đến 59 thì chưa nhỉ đó bấm máy thì ta được thôi bấm máy thôi bây giờ ta bấm thôi ok xem là bao nhiêu nên là chúng ta vừa nói là triệu đồng thì tự nhiên phải đổi ra triệu đồng thôi và rồi đồng và cả nó đi a đây hình a này alpha nhân với 1 cộng với 0,25% nhưng là một tháng mũ 60. Chia cho tổng sigma ở ngoặc ra một cộng với 0,25% nó ngoặc vào mũ X. x bằng từ 0 đến 59 rồi bằng 0,309 309 718 ờ, nhìn có vẻ đáp án C đúng không 309 718, chọn ở đấy tức là mỗi tháng phải trả 309.000 đồng 7 1 718 đồng rồi ok đáp án C đó, ta có đáp án C được chưa Hãy lưu ý mà. Rồi ờ, đến là bài số 8.